Subtitle Edit toàn tập, chỉnh sửa phụ đề, hướng dẫn cho editor. Thứ nhất là kiểm soát CBS. Khái niệm về CBS thì nó là gì nè? Để trước hết là ở đây sẽ là một dãy gồm 40 ký tự, 40 ký tự. Đây trên 0,5 giây thì nó sẽ là 80. Còn một giây thì sẽ là 40, có nghĩa là số ký tự chia cho số giây. 40 chia 2 là 20 nè. Nếu như để mà giải thích cho dễ hiểu á, là khi mà xem một đoạn phim mà có phụ đề đọc không kịp á, thì nó thường là trên 20 thì sẽ đọc không kịp. Để mức tiêu chuẩn là dành cho người Việt đọc là khoảng 17 từ trên giây, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái số ký tự là bao nhiêu, sau đó nó tự động chia cho cái số giây này nè, thì cho nó dưới 17 là ok, khoảng 17 đổ xuống. Còn nếu cực chẳng đã thì đành phải để 18 nếu như mà không có vuốt gọn lại được cái nội dung. Thứ nhất CBS là vậy đó. Rồi thứ hai là thứ nhất để xíu giờ mở cái phụ từ cái file sub đó lên. Bây giờ ví dụ như có hai cái style á, là tiếng Anh, tiếng Việt. Tiếng Việt nè, đang tiếng Việt nè, chỗ này tiếng Anh nè, đúng không? Thì mình sẽ cho cái file tiếng Việt này nó ra một cái cửa sổ mới rồi mình chỉnh sửa nó trước. Dùm tool, đang dùm tool nè. Khoan, giờ mình copy cái đoạn tiếng Việt. Copy theo đúng thứ tự thời gian nha. Thứ tự thời gian tiếng Việt nè. Rồi mình save as new nè. Save as một cái phụ đề khác, một cái phụ đề tên khác. Dance tiếng Việt, Decadence tiếng Việt nè. Vietsub only. Đây cái file sau khi đã chỉnh thành Vietsub only thì mình xóa cái insub đi, tiếng Anh đi, mình kiểm soát CBS trước. Bây giờ nha, mình sẽ dùng tools sort by trước hết đó là spell check đã, từ điển, mình dùng từ điển. Đã ghép từ điển tiếng Anh chung với tiếng Việt rồi, tải sẽ đưa link tải sau. Nhớ tải về chép vào thư mục Subtitle Edit. Ví dụ như của mình là ở trong thư mục Subtitle Edit nè. Dictionary, đó, dictionary nè. Cái này là file mà mình đã chỉnh sửa rồi đó. Đó, cái file cũ á là file gốc nè, là 39 KB, còn cái file mình đã cho thêm tiếng Anh vô á là tới 665 KB lần. Thì khi mình chỉnh sửa thì nó hiện ra một số tiếng Anh đó thì bỏ qua. Bây giờ spell check nè, spell check kiểm tra chính tả. Nè. Đây. Nếu như mà sửa lỗi á, thì để ý nè. Nếu mới bắt đầu sửa phóng ngay cho nó lớn. Không hiện cái bảng continue. Nè, sao mình bỏ qua một chút đi đó, rồi giờ mình thoát ra ngoài bằng này nè, rồi sau đó mình spell check lại lần nữa thì nó sẽ hỏi có continue không. Nếu mà continue á thì sẽ là sửa tiếp, còn không continue sửa lại từ đầu với cái ăn, nghĩa là mình sửa được 2-3 từ rồi mình continue sẽ sửa tiếp, còn không chọn no thì sửa từ đầu. Các từ đúng, ví dụ như chữ x trong chữ cái chữ nối từ nè, nó nói kiểu mà nó lắp á, thì sẽ được bỏ qua. Nếu từ này á, mà được dùng nhiều thì mình chọn là bỏ qua tất cả, là skip all. Nếu là từ thông dụng chan san kun sama oni one hoặc mấy cái tên nhân vật á, để dưới này lát hồi giải thích sao. Bây giờ mình sẽ làm từ từ cho thông não rồi đó. Chọn no nè, giờ chọn no để sửa từ đầu nè. Nasume là cái tên đúng không? Nếu đã là tên thì cho thêm tên thêm vào từ điển tên, name noise, name noise list á, nghĩa là danh sách các tên nhân vật hoặc hiệu ứng. Tên nè, Osaka, Tokyo, Natsume rồi Tsukuku này nọ.
Còn hiệu ứng là vút vù vụt, cái hiệu ứng âm thanh thì đây là tên nè, tên đúng không, thêm vào name nè, noise list. Đây, case sensitive nghĩa là viết hoa, nó tự động viết hoa. Team, cái chữ team này sai nè, thấy không, sẽ đổi thành 20 lít thì đúng, mà chữ team này sai nè. Cái này thuộc về nội dung, nó không có kiểm tra được lỗi chính tả nhưng mà mình cũng phát hiện được ngay trên trên đây nè. Mình chế edit word nè, tìm ngay nè, đổi nè, 20 lít, 20 lít là đúng nè, mình bỏ qua là skip one, bỏ qua một từ. Cái này là tên nè, tên thì thêm vào dictionary user, tên user dictionary là tên người dùng. Cái tên tên nhân vật, cái này nè, đây là tên nè, cái này có thể bỏ qua, chắc sẽ dùng nhiều nè. Keep on, nói thêm về cái video, để xíu mình mở video cái đã, mở video là nó sẽ ở tập này, đang ở tập 3 nè. Cái này sẽ hiện hiện và ẩn video bằng cái này nè. Material. Chữ thì nó khá là nhỏ, muốn chỉnh chữ thì chuột phải vào cái phụ mấy cái dòng này nè, Advanced Substation Alpha Style. Ở đây mình sẽ chỉnh thành 85. Tại cái video này á, nó độ phân giải là tới 1080 lận. Video độ phân giải mà 1080 á, 1080 thì sẽ là 70 đến 75 từ. Còn độ phân giải 720 gọi là cái size á, là cái kích cỡ, nhầm, kích cỡ của 1080 là 70 đến 75, còn 720 là từ 50 đến 55 nha. Cái này 1080 sẽ 70 đến 75 mà mình để 85 luôn. Cho nó lớn chút. Rồi. Vậy mình sửa lỗi chính tả tiếp nha. Sửa lỗi tiếp. Chọn continue nè, continue là những cái đã sửa rồi á, mình coi lại. Cái này là 33 phút 1 giây nè. Cái từ này thì không biết nó có đúng không, thì mình có thể lưu ở bên ngoài, lát hồi mình coi mình chỉnh sửa lại. Mình skip one nè. Gadon này là tên đúng rồi nè. Add to name noise list. Tên nè. Tên. Này skip all nè. Oxyzone là tên, không phải là tên nhưng mà cũng là từ điển, thêm vào từ điển thường dùng, user dictionary. Vậy là từ IMCE đúng nè, vậy mình sẽ thêm vào tên. Nếu thấy lặp lại hai lần mà từ nó lạ thì là ta chắc là từ đó đúng rồi, mình bỏ qua. Còn các từ Gadon thì mình cái này số nhiều, mà trong khi bên hay chỉnh chỉnh hết, bỏ bỏ hết cái S ở cuối nè. Chess on. Từ đó tiếng Việt đâu cần số nhiều hay những tiếng Anh đâu. Ê ẩm quá, chữ E này đúng rồi nè. Phóng to nè, bằng chuột, cần cho chuột lăn chuột lên xuống. Add to user dictionary. Cái chữ này sai nè. Vậy thôi, thôi một chữ Y thôi nha. Đây, trong đây có nè. Chữ thôi này nè, sẽ là use always, mình chọn session. Use always. Thăng cơ. Cái này thì dư một chữ S nữa rồi. Change on. Khác, chữ khác này thiếu dấu sắc. Chọn bên này cũng được, quên. Use always. Này là tên, tên thì là name noise list. Xin tên luôn. Kabukagi tên. Cái kỹ, kỹ này đúng rồi. Bên này không có chỉnh được thì mình cứ chỉnh hết bằng đây, mình add to user dictionary. Những mình xài N.
24 đúng rồi, skip on. U là tên. Ở những lần sau á, nếu là những từ thông dụng á, hoặc là những cái tên á, thêm vào từ điển nè, thì những lần sau spell check sẽ tự động bỏ qua, nó sẽ không hỏi nữa. Chữ đúp này nè, này là cái này có thể dịch, mình phải dịch ra luôn. Edit whole text, chọn nguyên nguyên câu. Cái này mình chỉnh lát hồi cái nào mình không chắc chắn thì mình có thể chụp lại. Chụp lại bằng cái phần mềm Fastone Capture nè, đó. Phần mềm này thì nó tự động nó lưu khá là ổn. Hoặc mình dùng Comfort Clipboard. Comfort Clipboard nó sẽ hiện những cái gì mà mình đã chụp rồi. Này sẽ bàn sau. Từ này thôi, bỏ qua đi, mình backup lại bằng cái file test cho nó dễ. Dòng 2-3 năm nè. Wow nè. Đổi thành cái gì quên rồi. Mình bỏ qua skip one đi. Đây là tên nè, tên thì tên vào name no list. Tên luôn, tên luôn. Tọa độ, chữ tọa này đúng rồi nè. User dictionary. Đó, đây là những từ đã sửa. Bỏ qua 23 từ nè, còn này là đã sửa được 6 từ. Thêm vào từ điển này là 6 từ, còn này là thêm vào cái tên này là 12 từ nè. Mình sẽ chọn cái không chọn cái này để lần sau thống kê cho dễ. Rồi bây giờ sửa là common, this common error, thì mình sẽ nói ở bài viết sau.